Củ sâm Ngọc Linh giá gần nửa tỷ đồng. Củ sâm Ngọc Linh nặng 300 gram được chuyên gia đánh giá là quý hiếm, có giá bán gần 500 triệu đồng. Bà Đặng Thị Kim Thảo ở huyện Đắc Tô, Kon Tum, người chuyên tìm sâm quý cho biết vừa mua được củ sâm Ngọc Linh dài 90cm, 90 đốt, nặng gần 400 gram, tính cả nhánh và lá, có hai đầu phân nhánh. Theo bà Thảo, củ sâm này được mua từ người dân đi khai thác ở vùng núi Ngọc Linh xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. Đây là củ sâm thứ hai thuộc loại có trọng lượng khủng mà bà từng mua trong 10 năm qua. Các hộ trồng tại Lai Châu, Quảng Nam, Kon Tum có củ sâm loại lớn nhất cũng chỉ trên 100 gram, bà Thảo nói. Để đảm bảo đúng là sâm vùng núi Ngọc Linh, bà Thảo đã mang đi kiểm nghiệm ADN tại cơ quan phân tích thuộc Cục Phát triển Thị trường Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ. Cơ quan phân tích này cho biết các mẫu kiểm định có gen đồng nhất với băng gen chuẩn sâm Ngọc Linh. Hiện, củ sâm đã được một doanh nhân ở thành phố Hồ Chí Minh đặt mua với giá gần nửa tỷ đồng. Chia sẻ với Venice Red, ông Tuyến, chuyên gia nghiên cứu về sâm 20 năm, cho rằng sâm Việt Nam trong tự nhiên có trọng lượng 300 gram, chỉ tính riêng củ, còn giữ nguyên được lá. Hoa rất ít. Một số khu vực địa lý có phân bố sâm Việt Nam như ở Lai Châu này cũng đã khan hiếm các củ có trọng lượng trên 200 gram. Thông thường, để xác định độ tuổi sâm thường dựa vào mắt củ. Nhưng với những loại trên 2 nhánh, không nên cộng gộp các nhánh. Do đó, đối với những củ sâm như này, để đánh giá tuổi sẽ chọn số mắt củ trên nhánh chính. Các chuyên gia cho rằng cây sâm này có độ tuổi khoảng 40-50 năm và thuộc dòng hiếm gặp. Sâm Ngọc Linh là loại có hàm lượng saponin cao, được đưa vào danh sách quốc bảo của Việt Nam, là một trong những sản phẩm quan trọng nhất về dược liệu. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lúc còn làm thủ tướng, từng đề nghị Trung tâm Quốc gia nghiên cứu và phát triển sâm Ngọc Linh. Trong đó yêu cầu làm rõ loại này là đặc hữu của Việt Nam và là sâm tốt nhất thế giới. Saponin là chất có lợi cho sức khỏe. Sâm nào chứa hàm lượng saponin càng nhiều càng có chất lượng tốt. Theo Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển sâm Ngọc Linh, các loại sâm của Triều Tiên, Hàn Quốc chỉ có khoảng 26 saponin với cấu trúc hóa học thông thường, còn sâm Ngọc Linh của Việt Nam có đến 56 saponin, nhiều hơn gấp đôi. Ngoài ra, chỉ sâm Ngọc Linh mới có hợp chất saponin đa mang chứa ocotilo với majonosit R2, Mr. 2, chiếm hơn 50% hàm lượng saponin trong sâm. Chất này giúp sâm Ngọc Linh có thể bào chế thành các dược liệu để trị được nhiều bệnh lý nguy hiểm. Do vậy, đây được xem là loại sâm quý nhất thế giới.